Vậy bà nè, nè, ngủ đi. Hai, chào cả nhà. Thì hôm nay Thi Lê làm cái clip này, Thi Lê muốn kể về một cái hoàn cảnh đang coi như là đang cầu cứu Thi Lê. Giờ này cũng gần 12 giờ khuya rồi cả nhà. Giờ này cũng gần 12 giờ đêm rồi. Thì người phụ nữ này có gọi điện thoại cầu cứu mình. Thì người phụ nữ này có tên là Giang Hà. Hiện tại người phụ nữ này là một shopper ở dưới Bình Chánh, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh đó cả nhà. Thì người phụ nữ này cua mang chó mèo cũng được 6-7 năm rồi. Nhưng mà 6-7 năm về trước thì nói chung thì ít ít khi nào mà Mạnh Thường Quân giúp đỡ lắm. Chị tự làm ra rồi chị tự lấy cái tiền thu nhập đó, chị nuôi mấy bé chó, mấy bé mèo thôi. Thì khi mà dịch Covid bùng phát nè, 5-6 tháng nay rồi, thì chị coi như là buôn bán cũng thua lỗ, nói chung làm ăn thua lỗ, thất nghiệp. Rồi thành ra là chị phải đi vay mượn tiền để nuôi mấy bé. Thì Mạnh Thường Quân thì cũng có hỗ trợ cho chị, nhưng mà cũng hỗ trợ là chỉ là số ít thôi. Rồi số tiền còn lại thì chị Giang Hà phải đi vay mượn. Thì vay mượn thì tiền lãi từ từ rồi không có tiền đóng tiền lãi, rồi tiền lãi chồng lên thành tiền vốn, rồi nó cứ mãi mãi như vậy hoài luôn. Tại vì chị Giang Hà không có tiền vốn để trả đó cả nhà. Thì bây giờ chị điện thoại cầu cứu mình. Thì mình thấy chị cũng có đăng lên Facebook bán tủ đông, rồi đòi bán xe máy để lấy tiền trả nợ, rồi gửi các con. Hiện tại bây giờ là chị Giang Hà cua mang cũng khoảng 70 bé mèo với lại khoảng 16 hoặc là 18 bé chó gì đó. Mà bây giờ chị nói nếu mà không có tiền á, thì chị sẽ bán tủ đông để dự trữ thức ăn cả nhà, với lại bán chiếc xe máy để mà có tiền để trả nợ, rồi gửi các con về các trạm, rồi sau khi mà chị làm ăn được thì chị sẽ rước mấy con về. Thì nói thật luôn, giây phút này Thi Lê cũng đầu óc rối bời luôn. Lớp nào phải lo cái máy ấm thứ hai đang xây dựng, cũng đang còn dang dở thiếu hụt lung tung. Thì nhưng mà chị cầu cứu như vậy thì chắc chắn Thi Lê sẽ không nhắm mắt làm ngơ được. Thì nói thật luôn, thì mình cũng là hiện tại cũng đang làm fotter giống như người phụ nữ đó thôi, cũng giống như chị Giang Hà thôi. Thì mình hiểu khi mà dịch bệnh thì không có tiền, không có làm ăn cái việc gì hết, thì nó gặp rất nhiều là trở ngại luôn. Chẳng hạn như bản thân Thi Lê thì Thi Lê cũng làm cái kênh YouTube chẳng hạn như tháng ít tháng nhiều, nhưng mà nói đi nói lại thì Thi Lê cũng có cái tiền đó để trang trải. Chẳng hạn như tháng nào Thi Lê làm nhiều thì cho mấy bé ăn nhiều, thì tháng nào Thi Lê làm ít sẽ cho mấy bé ăn ít. Còn chị Giang Hà này thì đang thất nghiệp luôn. Thì khi mà nghe chị gọi điện thoại cầu cứu như vậy đó, thì có một cái người cô ở bên Mỹ cũng vừa lúc đó gọi điện thoại về liền cho mình luôn. Ở đó là cô Liên Nguyễn đó cả nhà. Thì có nickname trên YouTube là Tiên Văn Niên. Thì đã ra nhà băng gửi tiền chuyển khoản về cho Thi Lê liền luôn. Thì có gửi cho chị Giang Hà, có chợ gửi cho chị Giang Hà là 300 USD, thì quy ra tiền Việt là 6.900.000 Việt Nam đồng. Thì số tiền thì Thi Lê cũng đã chuyển cho chị Giang Hà rồi cả nhà. Đó, thì chị Giang Hà cũng có làm cái clip và gửi lại cho máy ấm Thi Lê, và gửi đôi lời cảm ơn đến cô Liên Nguyễn rất là nhiều. Thì chị Giang Hà có tâm sự với lại Thi Lê, nếu mà trong thời gian này nếu mà có ai mà quý bà cô chú Mạnh Thường Quân nào có một cái tấm lòng vàng gửi cái số tiền về để cho chị Giang Hà trả nợ cho người ta, thì chị Giang Hà có thể là tiếp tục để trên cái con đường thiện nguyện của chị, là chị cứu mấy bé chó mấy bé mèo. Còn nếu mà hết cách rồi thì chị Giang Hà đành phải gửi mấy bé về cái trạm cứu hộ nào đó, rồi xong xuôi chị Giang Hà giải quyết tất cả mọi việc của chị Giang Hà, xong xuôi thì chị Giang Hà sẽ rước mấy con về. Thì hiện tại bây giờ công việc của chị Giang Hà thì nó là một cái công việc là online, bán những đồ hải sản online cả nhà. Chứ bây giờ thất nghiệp quá rồi, bây giờ buôn bán dịch bệnh thì cũng khó khăn lắm. Thì dịch bệnh thì xảy ra như vậy thì tất cả mọi người thì ai cũng đều biết, nếu mà người nào có vốn thì nó cũng đỡ. Còn chị Giang Hà này vừa thuê nhà, vừa phải cua mang 70 con bé mèo với lại 18 con bé chó nữa,
thì nó gặp rất nhiều khó khăn. Mấy bé chó, mấy bé mèo lớp nào bệnh hoạn ốm đau, rồi mèo thì không có hạt để ăn đó. Thì chị Giang Hà chị muốn tâm sự cho Ti Lê biết, và kêu Ti Lê làm cái clip để mong mọi người hãy suy nghĩ lại. Có thể nếu mà quý bà cô chú mạnh thường quân nào, nếu mà ai thương chị Giang Hà, thương cái hoàn cảnh của chị Giang Hà với lại mấy bé mèo, mấy bé chó, thì gửi về chút đỉnh cho chị Giang Hà có một số tiền để chị Giang Hà có thể làm cái kinh phí vừa mua thức ăn cho mấy bé chó, mấy bé mèo, và vừa được trả cái số nợ như vậy. Thì Thi Lê cũng chỉ giúp chị Giang Hà là chỉ nhiêu đó thôi. Em xin chào mọi người, em là Giang Hà. Hôm nay em làm clip này, em xin gửi đến mọi người gửi lời cảm ơn đến cô Ly Nguyễn ở Mỹ, có nickname là Tiên Giang Niên, có gửi cho nhờ em Thí Lê là làm cầu nối, gửi cho các con em là 300 đô là 6 triệu 9. Em đã nhận đủ số tiền của em Thí Lê đã chuyển cho em rồi ạ. Em xin trân trọng cảm ơn cô và chúc cô và gia đình thật nhiều sức khỏe và may mắn trong cuộc sống ạ. Nay em làm cái clip này em cũng gửi đến mọi người, gửi đến các anh chị cô chú mạnh thường quân trong nước và ngoài nước. Trong 5 tháng qua thì dịch bị giãn cách đó, thì gia đình em lại bị mất việc hết rồi, mất thu nhập luôn. Thành ra em có xây một khoản nợ để làm chi phí đóng tiền nhà, tiền thức ăn cho tụi nhỏ. Tuy là có các anh chị mạnh thường quân cũng hỗ trợ thức ăn cho các bé nhưng mà nó vẫn không đủ, tại vì em tới 70 bé mèo với 18 bé chó, thành ra chi phí nó rất là nhiều. Nên em đã có nợ là tổng cộng em nợ 3 lần, em vay 3 lần là nó ra 30 triệu, mà em đã đóng lãi, nó đóng lãi nhiều lắm rồi. Nhưng mà đến khi em đã ở đây thì nó mở cửa lại, thì em mở kho bán thì lại họ lại đòi lãi lên cao, họ đòi lãi lên nhiều nữa, thành ra bây giờ lãi nó chồng vô cái tiền vốn á, lại giờ nó chạy ra thành 40 triệu. 40 triệu thì họ bắt em phải đóng lãi 40 triệu là coi như lời lời là nhập vô vốn luôn. Và nếu mà em không ưng á, thì em phải lo cái khoản chi phí đó, khoản khoản vốn đó để trả lại cho họ, thì họ sẽ không nói gì nữa. Em có dự định là em bán đồ như vậy đó để em trả một khoản nợ đó để đỡ phần nào. Nếu mà trong bức bách quá thì em mới gửi các bé đi về các trạm khác để em có thời gian rộng hơn để em làm, em trả cái khoản nợ đó thì xong hết thì em sẽ đón các bé lại. Nhưng mà nếu mà được các anh chị cô chú mà thương giúp đỡ cho em vượt qua khó khăn này á, thì em sẽ không đưa các bé đi, em vẫn giữ các bé lại chăm, tại vì em đã chăm cứu các bé là đã gần 7 năm rồi nên các con thương lắm. Em không có nỡ nào mà đưa các con đi về các trạm khác được. Cái đó là thật sự là khi nào mà em là không còn đường để lui, không còn đường để bước nữa thì em mới đưa các cha bé đi thôi. Chứ còn nếu mà được em được mà trả được cái khoản nợ này rồi thì em vẫn giữ các bé lại, mà em cũng có thể là em làm được thì em sẽ cứu các bé nhiều hơn. Tại vì giờ là em đã mở cái gian hàng ra em bán tại nhà rồi, thì khi họ thấy em bán gì đó thì họ lại đòi tính lãi thêm, rồi họ ép mình đủ thứ đủ kiểu hết trơn á. Nhưng mà em thì lại nhà thuê nữa, rồi nên mình không có nói gì họ được, mình không có cãi cự gì họ được hết, nên phải đành chấp nhận. Nhưng mà em đóng thật sự là đóng hết nổi rồi, họ lấy lãi cao quá rồi, nên nay em xin mọi người chung tay giúp đỡ cho em, nếu thương em chung tay giúp đỡ cho em vượt qua cơn khó khăn này. Em xin trân trọng cảm ơn mọi người, xin trân trọng cảm ơn anh chị cô chú mạnh thường quân trong nước và ngoài nước. Xin cảm ơn em Thủy Lê đã làm cầu nối cho chị và các bé. Chị xin trân trọng cảm ơn và chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và may mắn ạ. Em xin trân trọng cảm ơn. Bye bye. Đè cái cửa lên sao em mở được đây. Từ 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 từ.
Ê con, đói dữ lắm, đói rồi. Trời ơi. Đây là giảm cử rồi, tụi con ăn được chỉ có một buổi ăn lót dạ thôi. Cô chú ơi thương lắm, con khóc la. Từ từ con, từ từ. Từ từ đứa nào cũng có ăn. Đừng đánh nhau nha, ăn từ từ nha con. Sáng bây giờ tụi con hơi cởi có lót dạ nha. 60 đứa mà chỉ có bịch hạt gì nè. Tới chiều nó cho ăn nhiều. Con lui ra mẹ mới đổ được chứ con tràn vô gì sao mẹ đổ được đấy. Mông con đứng ra ơi. Ôi da, ra đây. Tụi con ra đây. Lui lui ra mới ăn được chứ. Ừ, đói lắm rồi cô chú ơi. Mùa dịch này tụi con đói lắm rồi, mẹ giảm cử rồi. Gắn nghe tụi con, gắn nghe. Xuống rồi mẹ làm có tiền mẹ cho con ăn nhiều tí cho ăn đủ cử lại nha. Thương lắm cô chú ơi, con ăn giảm cử cho con đói khóc la âm sùm. Con làm gì gần sao mẹ đổ đây cho con đây. Con đứng ở trong cái mâm rồi, làm sao mấy anh chị ăn được con. Đứng ra đây. Đây. Ừ, để vô con. Rồi từ từ chú mày đổ thêm. Chưa chưa từ từ coi. Đây con qua đây. Đổ này vô đây nè. Dĩa này bể rồi. Từ từ con, từ từ đi mày đổ chứ. Đông quá rồi. Phải đổ như thế này. Từ từ con ăn. Ừ ừ, đợi xíu mày đổ cho. Dĩa của con đâu. Con khó chịu quá mà. Đổ đây con, lên đây con, lên đây con ơi nè. Đây lên. Con xuống đây. Đây nè, phải đổ thêm nha nè. Bịt về ăn cứ giữ không đủ ăn cô chú ơi. Thì con chỉ ăn lót dạ thôi. Gắn nha con. Gắn đi, giảm dịch xuống rồi mẹ kiếm tiền. Cho ăn đầy đủ lại nha. Con giảm lần ăn xuống tụi con bị ốm luôn rồi nè cô chú ơi. Thương quá đi. Giờ biết làm sao đây, dịch ai cũng khổ.
Mất việc, không có công việc làm. Làm gì cũng khó, làm gì cũng khó, đi ra đường cũng khó. Gầu quá, gầu chân kêu dịch lẫn xuống đi. Cái em mèo như cái siêu siêu này, cái em mèo siêu siêu này. Không nói trên. Cái nó cái